Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu đến các bạn dự án IsioMI. Bạn có thể đăng nhập vào trang web isiomi.com để biết thêm chi tiết hơn như light paper, white paper, pre-sale now live vào 26 ngày 13 giờ nữa. Token có sẵn để bán 500 triệu, thẻ sẵn sàng cho crowd sale 362 triệu. Giá 0,10 đô la và biểu tượng dấu. Bạn có thể tham gia vào danh sách white paper. Thu thập ICOMI đưa các bộ sưu tập mã hóa được cấp phép cho thế giới. Với sự xuất hiện của blockchain, một nền tảng hoàn toàn mới đã mở ra thế giới đa tỷ đô la thu nhập thập được. ICOMI Collect cho phép các nhà sưu tập sở hữu bộ sưu tập kỹ thuật số được cấp phép từ các thương hiệu sưu tập yêu thích của họ. Bạn có thể xem video và tìm hiểu thêm tại đây. Ví điện tử an toàn ICOMI, ví tiền điện tử không dây, việc giữ tiền điện tử hoặc khóa riêng tư an toàn và được bảo vệ hiện quan trọng hơn bao giờ hết. Và đây chính xác là những gì mà Wallet bảo mật sẽ làm. Kết hợp bảo mật hàng đầu thế giới và siêu di động, Wallet an toàn là lựa chọn hàng đầu để bảo vệ và tiện lợi. ICOMI One, ngân hàng trong lòng bàn tay của bạn. ICOMI One là ngân hàng có kích thước thẻ tín dụng của bạn, được xây dựng trên nền công nghệ Swissport Wallet ấn tượng. ICOMI One sẽ giữ an toàn các thẻ tiền điện tử Fiat, NFC và các dịch vụ ngân hàng đầy đủ. Fraud ICOMI, dữ liệu được bảo mật với lớp bảo vệ vật lý, giữ cho dữ liệu và thông tin nhạy cảm của bạn an toàn trong một lớp bảo vệ vật lý. Dữ liệu và tệp được bảo vệ bằng mật bảo mật bằng ICOMI Fraud chỉ có thể được gọi hoặc truy cập khi nút vật lý trên wallet được nhấn. Hệ sinh thái ICOMI. Sự xuất hiện của công nghệ blockchain và tài sản kỹ thuật số đã cho phép các mô hình kinh doanh mới thú vị và sáng tạo và tiềm năng để giải quyết nhiều vấn đề tồn tại lâu dài. ICOMI nhằm mục đích sử dụng công nghệ này trong 3 lĩnh vực chính: bảo vệ các khóa riêng tư, các khoản thanh toán tiền điện tử thế giới thực và thế giới thú vị mới của các bộ sưu tập mã hóa. Tìm hiểu thêm về từng sản phẩm bên dưới, bạn có thể xem sơ đồ. ICOMI Wallet, ICOMI Collected, ICOMI Route. Lộ trình. Việc bán mã thông báo sẽ diễn ra theo hai giai đoạn: giá trị riêng tư và đám đông. Pre-sale phân bổ 137 triệu OMI bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 đến năm 2018 và gross sale phân bổ 362.500 OMI bắt đầu từ ngày 30 tháng 6 năm 2018. Số tiền bán hàng bằng token được phân bổ theo mục tiêu phát triển dài hạn của ICOMI cho chi phí hoạt động và phát triển sản phẩm. ICOMI Team. David Yu, CEO. Michael Duffy, CTO. Jong Wang, dịch vụ khách hàng. Và bao gồm các hội đồng quảng cáo. Tuda Liu, Philip Schultz, những cộng sự của chúng ta. Bạn có thể theo dõi chúng tôi trên các kênh mạng xã hội Medium, Bitcoin Talk, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ICOMI. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.